Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với một vlog để bỏ kheo chủ tịch mà nặng blur. Thì hiện tại mình đang đi đến King Sneaker để vệ sinh đôi Vans Old School của mình. Đôi mình mua 500 ngàn á. Thì sau một thời gian mua và bịt thì đôi của mình cũng rất là nhớp. Nên bây giờ mình sẽ làm đi vệ sinh. Thì gặp mọi người một chút nữa, ok. Yo, mình cần từ cưng tới kín đó các bạn. Mình đưa nặng quá. Gặp lại các bạn sau. What's up các bạn, trời quá nắng và hiện tại mình đang kiếm một chỗ gym để nói cho các bạn. Thì hồi nãy mình đi vào kín rồi nhưng mà mình quên bẹn là quay cái đôi giày trước khi nó vệ sinh nó như nó nhớp như thế nào, thường nó rất là nhớp. Thì 3 ngày nữa mình sẽ lại lấy giày, thì gặp mọi người sau 3 ngày nữa, ok, bye bye. 3 days later. Yo, what's up mọi người, thì đã 3 ngày trôi qua và hôm nay mình đang trên đường đi lấy giày. Trời vẫn còn nắng vẫn lời. Thì không biết đôi giày của Kinh sẽ vệ sinh như thế nào đấy. Thì gặp lại mọi người chút nữa. Sau khi mình lấy giày về thì mình sẽ về quán của chị mình. Và sau đó mình sẽ review cho các bạn, ok. Yo, what's up. Và mình đã về studio ăn cưới của bà chị. Và đây là đôi giày Vans Old School mình vừa mới vệ sinh ở Kinh xong. Thì lúc trước khi mà mình đem ra thì mình có sử dụng một cái túi màu hồng của gia đình thôi. Nhưng mà bây giờ khi đem về người ta có tặng cho mình một cái túi kính rất là đẹp. Thì đầu tiên mình thấy là chất lượng dịch vụ á, mình thấy là một số người là người ta cũng không quan trọng việc này, nhưng mà mình thì mình lại rất là thích những cái tiểu tiết như vậy. Đầu tiên người ta tặng một cái túi thì mình có thấy cũng rất là ok. Rồi mình sẽ mở ra lấy đôi giày ra. Thơm phải lêu. Thơm phải luôn ấy. Không biết ở Kín sử dụng cái dung dịch gì, thì mình theo mình nghĩ Kín sử dụng Martell để clean đôi giày này. Thì sau đi gặp bà nhé. Cái ngày mà mình đem ra quán Kín ấy, thì mình đi cũng hơi vội nên mình cũng không có chụp cái ảnh before để khi nó được clean như thế nào. Nhưng mà thực sự là mình cũng biết rất là nạt á. Mình cũng đi rất là nhớp. Nhưng mà người thấy đây là đôi van mình đã được vệ sinh. Thì mọi người nhìn sơ quá nha. Phần gõ của con dự. Đây là đôi Vans Old School 500 ngàn huyền thoại 500k. Thì cảm giác của mình đầu tiên là khi mình bước vào quán thì nhân viên chào hỏi rất là đàng hoàng, tử tế. Và sau khi mà mình đã đưa ra cái thẻ bảo hành của mình á, thì mình được clean miễn phí một lần. Và mình được bảo hành kéo vĩnh viễn. Thì sau khi mình clean xong thì người ta đóng dấu là đã vệ sinh. Và mình cũng có ký xác nhận. Thì cái bàn đó là cũng hướng dẫn rất là rõ ràng. Nhưng mà mọi người thấy ở đây này. Thì mình sẽ đi vào phần chỉnh nha. Đầu tiên là mình thấy tính về sơ bộ thì đôi giày này cũng khá là sạch so với trước khi mình đi vệ sinh. Thì mình không biết ý kiến của mình là có thể là vệ sinh miễn phí người ta sẽ làm như vậy, hay là khi các bạn bỏ tiền ra vệ sinh thì người ta sẽ làm tốt hơn hay sao thì mình không biết. Nên mình cảm thấy một số điểm như ở đây này, mọi người thấy là vẫn có vết bẩn, có lẽ là do mình cay quá nhiều hay sao á, vẫn có vết bẩn ở đây này. Và cái phần insole ở đây mọi người thấy là vẫn còn nhớp. Thế mình nghĩ chắc là cái tình trạng chung của những đôi van là như vậy, phần insole ở bên trong rất là dễ nhớp. Về cái phần da lộn á, đấy là cái phần mình sợ nhất, tại vì một số dung dịch vệ sinh á, khi mà các bạn vệ sinh xong các bạn bảo quản không kỹ thì phần da lộn sẽ trở nên rất là cứng. Nhưng mà mình thấy ở đây hơi cứng thiệt. Không còn mềm như lúc trước nữa. Thì mình nghĩ chắc là đặc điểm của da lộn như vậy. Và thấy này, con da lộn này. Thì mình thấy trải quá thì cũng ok á. Và các bạn kiến vệ sinh cũng khá là sạch. Và cái chất lượng phục vụ của họ cũng rất là tốt. Chào đón là cái niềm nở không như kiểu là mi tới vệ sinh miễn phí làm qua loa thì mình cảm thấy cũng nhận được điều đó, mà họ cũng tiếp đón rất là đàng hoàng á. Mọi người thấy đây rồi, Vans Old School sau hơn 5 tháng mình biết thì mọi người thấy kéo của nó vẫn còn này. Thì giờ mình chụp ảnh rất là nhiều đôi này, rất là nhiều luôn á, nhưng mà kéo nên là mình chưa bị bóng hay nước gì cả. Các đơn chỉ mũi kia là vẫn còn rất là đàng hoàng. Chiếc bên này cũng vậy. Thì chiếc bên này á, nó không được thắt dây vì lý do như vậy này. Hồi nãy mình thấy cái bạn nữ đó, bạn thắt dây cho mình thấy bức tối.
kiểu như đứng như vậy mà có người cúi xuống thắt dây mà mình cũng định thái lại cái dây màu vàng, nên là mình cũng không có thắt dây. Nên mình về mình sẽ đổi dây màu vàng, mình nói bạn đó không cần thắt nữa. Thì cái đồ của mình trước khi về sẽ là mình có làm dầu cá ở đây để đề phòng nhiều đôi thì người ta sẽ lộ. Thì mình có làm dầu cá ở đây thì người ta giao đúng đồ cho mình. Thì sau 3 ngày mình nhận được, mình gửi vào ngày thứ 7 và hôm nay là ngày thứ 3. Người ta bảo là sau 3 ngày thì sau 3 ngày mình cũng tới và cuối cùng mình cũng nhận được. Về cái phần da ở trong này thì không được bị lỗi, ở bằng con nguyên vàng không bị nứt gì cả nha. Rồi thì đây bây giờ sẽ là cái đánh giá của bản thân nha. Xét về phần clean là mọi người thấy con bẩn ở đây này, thì về phần clean sạch hay không á, phục hồi hay không thì mình sẽ cho điểm 7.5 tới 8 trên 10 thôi, không hoàn toàn là sạch. Nhưng mà về phần dịch vụ thì rất là tốt, chào đón rất là niềm nở. Có tặng cho mình một cái túi sơ cua nè, tặng cho mình một cái túi sơ cua nữa. Và cách họ làm việc nói chuyện với khách hàng cũng khá là dễ thương. Thì mình cũng biết sơ đào cảm ơn các anh chị ở kính nha. Thì mình cũng định quay ở trong shop luôn thì, nhưng mà mình chưa liên hệ gì với bên họ thì mình sẽ quay như vậy cũng khó chịu, cũng làm cho họ cảm thấy như kiểu là không có thoải mái á, nên mình cũng không quay. Thì đây như vậy thôi. Điều kiện bỏ ra 500 ngàn một đôi như vậy và được các bạn được chế độ bảo hành và chế độ phục vụ như vậy thì liệu có xứng đáng hay không thì các bạn cũng comment nha. Để like và share ủng hộ mình, cũng như subscribe kênh YouTube để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã coi video này và peace out.